A firecracker, a chip stacker, a sucker punch with a real heat. Nhắc họ đang lao thẳng vào Hani, đang ủi vào Hani không trúng, với cả Baby bị bắt. Và Baby đã nằm xuống rất nhanh, Hani đang càng ở phía trước. LK chuẩn bị lao theo sau lưng của Hani, anh ta bật cú tình thập giáp quá trâu. Celeb đang bắn vào Zone, không vào được, Evos không vào được. Artifact tập hậu, bắt được Deep Kid, double kill cho DNK và Evos nằm xuống tất cả mọi người. Nỗ lực của họ đã không thành công và họ bị quét sạch. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất mà LK cần phải làm là vào và lấy thắng lợi 2-0 mà thôi. More,